Ui, hay bạn này cho mình mỏ vịt keo này. Được thật sự. Ui, cái bạn Thanh Như bạn ấy cũng cho mình mỏ luôn ấy. Được 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 nha. Hình như bạn này biết anh Kenny hay sao ấy. Thấy hình như lúc đầu trận cũng mở mic hay sao ấy. Hay là bạn số 4 bạn ấy mở mic nhờ. Nhưng không, điều đó không quan trọng là lên cả tí địch nó sang cản thì toang đấy. Hình như bên bạn cũng có người tanh bo mà đúng rồi. Sợ nó cũng leo lóc giống mình nhờ, không biết nó có leo lóc không. Của anh Kelly này đó. À nhầm, à Kelly đây rồi mà nhờ, đúng rồi. À của anh Bớt chẳng hạn này đó, các bạn một cái comment dưới nhá thì mình sẽ đổi lại của các anh đó rồi mình sẽ vô tanh bo quần máu nhá. Ok, từ từ quần bóc này đã. Đâu từ từ khoan đã. Từ từ con vẽ ra thì quấn. Đây quấn. Ui nó mang bét nhìn thấy mình quần máu kìa. À đây. Điều đó không quan trọng là mình có 6 bình máu thế này thì chắc chắn là thắng rồi ấy. Ôi team bạn chết đây rồi kìa. À, từ từ hình như cái được đấy, cái được cuối cùng là cũng quần máu hay sao ấy. Ui căng thẳng vậy. À chết rồi kìa. Ui giời ơi, làm sao mà lại Kelly Gaming. Nhưng mà không phải là Kelly mà lại Supi. Làm sao mà lại Supi được.